tại Thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn Sun Semester Singapore đã chính thức kỷ niệm 60 năm thành lập. Đi vào hoạt động tại Việt Nam từ năm 1997, đến nay Sun Semester Việt Nam cũng đã cùng tập đoàn gặt hái nhiều thành quả quan trọng, góp phần tạo động lực để Sun Semester bước vào giai đoạn phát triển mới. Sự kiện quan trọng này đồng thời là dịp để công ty Sun Semester Việt Nam cũng như tập đoàn tri ân các nhà phân phối, hệ thống cung cấp và đông đảo khách hàng đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã góp phần to lớn vào chặng đường phát triển của Sun Semester trong suốt thời gian qua. Năm mảng kinh doanh chính của Sun Semester là sơn kiến trúc, trang trí, bảo vệ, sơn hiệu ứng đặc biệt và các công cụ thiết bị. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, đại diện thương hiệu Sun Semester cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, cũng như chú trọng cung ứng các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Sun Semester sẽ tiếp tục đầu tư vào R&D để có sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường, công thức hiệu quả hơn về chi phí để có giá cả cạnh tranh trên thị trường. Tiếp sau Semester Elastic Shield có khả năng chống thấm, che nứt và phủ chống cháy. Chúng tôi cũng đang lên kế hoạch tung ra các dòng sản phẩm mới của sơn nội và ngoại thất dùng gia đình. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi cũng không ngừng đầu tư đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng khả năng sáng tạo cũng như yêu cầu phát triển chung hiện nay của tập đoàn. Sun Semester hiện có nhà máy, văn phòng đại diện và hệ thống phân phối tại hơn 10 quốc gia. Đồng thời, sản phẩm mang thương hiệu này cũng đã xuất khẩu đến hơn 40 quốc gia trên thế giới.